Chào tất cả các bạn. Sau đây Minh Dương sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ thuật đánh lưỡi kép. Trong các kỹ thuật chơi sáo chúng ta thì lưỡi kép là một trong những kỹ thuật đặc trưng mà các nhạc cụ khác thường thường không có thể bắt chước được chúng ta. Chúng ta sẽ làm rất là nhanh, chạy rất là nhanh, đúng không ạ? Nhờ lưỡi kép kết hợp với ngón tay chúng ta thì cũng chạy được những cái nốt rất nhanh. Lưỡi đơn không thể làm được và chúng ta bắt buộc phải làm bằng lưỡi kép. Đó, vậy thì cái cách tập đánh lưỡi kép như thế nào? Các bạn tập phát âm bên ngoài, chúng ta phát âm chữ tu tu cu tu. Đó, ta ta ca ta cũng được. Đấy, nhưng mà tu tu cu tu thì nó sẽ giống như gần giống như ta thổi hơi ra. Tu tu cu tu thì ta ta ca ta là miệng nó mở ra rồi. Tu tu cu tu. Đó, các bạn nhớ như vậy. Đó. Thì cái chữ tu này chính là giống như là chúng ta vẫn thường đánh lưỡi đơn vậy, tu tu tu. Còn ca tức là gì? Nó là một cái nhịp để gấp đôi cái việc tu tu cu tu 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 tu, sẽ gấp đôi lên. Đó, sẽ gấp đôi được cái nốt nhạc của chúng ta lên. Ví dụ như vậy, mình sẽ đánh trên nốt đô này ạ. Đó, rất là nhanh đúng không ạ? Đó. Lưỡi đơn thì rất là chậm. Đấy, lưỡi đơn, nhưng mà lưỡi kép thì nhanh hơn. Nhanh gấp đôi lên. Đó, nhanh kép lên. Đó. Vậy thì cái cách tập của chúng ta như thế nào? Đó là gì? Khi mà chúng ta kết hợp lên các cái âm hình tiết tấu thì nó sẽ là như này: một nốt đơn đứng trước và hai nốt kép đứng sau. Thế thì tu tu cu tu. Đó. Ta sẽ tập như vậy. Và các bạn chú ý cái cách đánh lưỡi kép ấy, thì thường thường là có hai cái trạng thái. Một là đánh legato. Legato tức là đánh dài ra. Đó. Đó. Ta ta ca ta ta ca ta ta ca ta. Đó là đánh legato dài ra vậy, ví dụ. Đánh dài lưỡi ra. Dài ra, ngân dài ra. Còn staccato đây, legato đây, staccato chính là ngắt, ngắt tất cả tu tu cu tu hay là tu hay là cu hay là vân vân, chúng ta đều ngắt nó ra, đánh ra chúng ta ngắt luôn. Đó. Đây là cái kỹ thuật staccato, trạng thái staccato. Đó, có hai cái trạng thái như vậy. Vậy thì trong quá trình chúng ta phải tập hai trạng thái như vậy. Đầu tiên chúng ta tập legato. Bài thứ nhất để các bạn luyện tập là bài số 1, legato ở trên một nốt, đó là gì? Nốt đô chẳng hạn. Đô 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 đô, rê 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 rê, mi 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 mi, fa 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 fa, vân vân và vân vân. Các bạn phải tập tất cả các nốt trên cây sáo này. Chúng ta có rất nhiều nốt, từ đô trầm 1 cho đến đô chung, cho đến đô ba và rê rê mi fa son. Mình sẽ làm từ đô chung cho nó dễ nghe. Đó, cách các bạn tập là như vậy. Vậy có một cái điều mà cần phải chú ý là gì? Đầu phách thì chúng ta sẽ nhấn, đây chính là đầu phách, đầu của cái phách. Đô 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 đô, rê 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 rê. Đó, tập từ chậm bắt buộc. Tập đánh lưỡi kép phải tập từ chậm. Dù có là thiên tài thì vẫn phải tập từ chậm. Để khi ta tăng tốc độ lên thì nó mới nét, nó mới nhanh được, nó mới hay được. Đó, có một cái lỗi mà các bạn thường thường mắc phải, đó là gì? Hai cái nốt kép này các bạn cứ nghĩ là nó nhanh hơn cái nốt đơn. Đúng là như vậy, đúng là nó nhanh hơn. Nhưng nó nhanh ở cái mức độ của cái nốt kép thôi, chứ nó không phải nhanh ở cái mức độ của móc tam hay là móc tứ. Nhiều bạn lại bị đánh như này. Đô đô đô, đô. Rê, rê rê rê. Đó, tức như là nó, các bạn hiểu là nó nhanh nhưng mà nó không nhanh đến cái mức độ như vậy, hay thậm chí nó không chậm hơn nữa. Đô 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 đô. Vậy thì gì? Ý Dương là gì? Cái chữ ca này ấy, nó phải được vang lên một cách rõ ràng chứ không phải là lướt qua. Chỉ cho nó vang, cho nó kêu, nó có tiếng kêu là được. Vậy thì gì? Các bạn phải tập làm sao cho cái chữ cu này hay là chữ ca đấy. Đó. Phải có sức nặng, phải có cái độ nặng, độ nét ngang với lại chữ tu. Đó.
đó ngang, khi mà người nghe ta không biết đâu là ta đang đánh ca đâu, không biết ta đang đánh tê ở đâu hay là ca ở đâu, người ta chỉ biết là à chúng ta đang đánh gấp đôi cái nốt nhạc này lên và nó rất nhanh, người ta không biết là mình đang sử dụng lưỡi kép ở chỗ nào đó. Thì như thế thì các bạn mới đạt được hiệu quả. Cách tập chúng ta phải tập thật là chậm, đô 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 rê 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 rê, nhấn vào đô đô đô, nhấn có cái gì tập thổi mạnh hơn một chút, đô 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 rê 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 rê, legato tất cả đều dài ra. Bài học số 2, bài tập số 2 để các bạn luyện tập đó là bài chúng ta sẽ đánh trung 4, trên này chúng ta đánh trung 3, ở dưới chúng ta sẽ đánh trung 4, tức gì một trung có 4 nốt, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 đô 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 rê 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 rê, tức là gì, cứ cái đầu trung 4 nốt đó ta lại nhấn vào đó, thì ta đánh gấp đôi lưỡi này này, taka 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 tuku 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 tuku, ta chấn vào. Legato, đúng không ạ? Tiếp, bài số 3, ta tập lại hai bài kia nhưng ta đánh staccato. Bài số 3 ta tập lại bài số 1 và bài số 2 nhưng ta đánh staccato, tức là ngắt ra. Vân vân các nốt các bạn thay đổi đi. À, ví dụ. Đó là trùng 4 và trùng 3. Bài số 4. À, bài số 4 thì ta sẽ tập khác nốt đi. Đồ đồ rê đồ rê rê mi rê đó gì, vừa rồi ta mới chỉ đánh trên một nốt thôi, nó khác nốt đi, đồ đồ rê đồ rê rê mi rê mi mi fa mi đó, vân vân, và đi lên thậm chí là đi xuống ngược lại đó. Tiếp bài số 5 cũng là trùng 4 và đánh khác nốt, đồ rê mi rê đồ rê mi rê đồ, các bạn phải nhớ là gì, chúng ta phải nhấn vào các cái đầu trùm thì mới và phải tập từ chậm cho đến nhanh, không có thể là tập nhanh được đâu, tập thậm chí là tập với cái tốc độ như thế này, đó, để tập cái chữ cu và chữ tu này phải có cái sức nặng ngang nhau đó. Năm cái bài tập này các bạn cứ duy trì tập từ chậm cho đến nhanh thật sạch sẽ đó, rồi tốt rồi thì mới tăng tốc độ lên đó, thì dần dần các bạn có thể áp dụng được vào các cái tác phẩm có đánh lưỡi kép đấy, thì chúng ta sử dụng rất là tốt. Đó là năm cái bài mà chúng ta cần phải luyện tập, và năm bài này chúng ta sẽ tập với hai trạng thái, một là legato và staccato như Dương đã nói với các bạn đó. Các bạn phải tập thật là chậm, nhớ là như vậy đó. Rồi chúng ta sẽ có những cái bài tác phẩm nhỏ nhỏ dành cho các bạn tập đánh lưỡi kép, mình sẽ chia sẻ sau. Hẹn gặp lại các bạn.